Rồi xin chào tất cả quý chú bác mình ha, tất cả anh chị bạn bè ở xa, ở miền Bắc Trung Nam như quý anh em ơi. Hôm nay ngày 27 tháng 3 nha, em lên cho quý anh em mình video bao gồm 29 mã hàng. Hôm nay cũng vậy, tiếp tục là em xả hàng giá cực rẻ cho anh em mình ha. Quý anh em chú bác nào chốt đơn được thì vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha, 192035, em tin nghiệp. Đó, em không, anh em lưu ý nha, em không phản hồi bình luận YouTube và cũng không chốt đơn trên YouTube nha. Thì mong quý anh chị thông cảm, lưu ý đặc biệt cho em điều này. Mọi buôn bán giao dịch và trao đổi đều qua Zalo và số điện thoại hết. Đó. Nha, rồi phí ship bên em thì mặc định là 30.000 cho một sản phẩm, anh em đừng có quan ngại. Anh em mua nhiều mua ít hay là mua rẻ hay mua bao nhiêu cũng vậy, ở xa ở gần hay ở đâu cũng vậy. Mặc định là 30.000 ship tận tay quý anh em mình. Kiểm tra, thanh toán và trả tiền nha quý anh em ơi. Hai đơn trở lên sẽ được bao ship, còn một đơn thì chịu tiếp em phí ship 30.000. Bây giờ cần câu đây, anh em mua cần câu 100.000, 200.000, 300.000 đều em cũng đều đóng trong ống nước, bảo vệ hết cho anh em mình. Cẩn thận ship tận tay quý anh em mình. Và anh em lưu ý đặc biệt dùm em nha, tất cả hàng của em đều cho đồng kiểm hết và bắt buộc quý anh em mình phải kiểm tra hàng trước khi nhận dùm em nha. Người nhà nhận cũng vậy, ví dụ người nhà của mình nhận dùm không biết về cần câu cũng khui ra coi ở trong, mình nhìn qua ống nước mình không có dập gãy, ống nước bên ngoài em đóng cho quý anh em mình lúc nào nó cũng nguyên vẹn hết á, không bao giờ dập gãy hết. Khui ra nhìn ống nước mình bên ngoài nguyên vẹn, khui ra rút ra trong nguyên vẹn rồi nhận dùm em. Rồi sau đó hàng về, ví dụ có lỗi gì đó hoặc cày xước hoặc như thế nào gì đó, em sẽ đảm bảo cho anh em mình đổi trả miễn phí hoàn toàn hết. Còn cái trường hợp mà quý anh em mình nhận hàng xong ha, mà hàng nó dập gãy do vận chuyển rồi thua đứt đường như quý anh em, chắc chắn 100% là cái thiệt thòi anh em là người chịu nhiều nhất, đảm bảo với anh em mình. Em không thể nào mà đổi trả cho anh em cái trường hợp đó ha. Có những trường hợp ví dụ mà anh em thông báo sớm, em đặt trước, có một ông anh là ổng nhận hàng luôn, nhưng mà ship tới là cái ống nước của em á là nó đã bể rồi, rồi nó lấy băng keo vàng nó quấn nó gia cố cái ống nước lại, sản phẩm ở trong là em là chắc chắn là shipper hoặc cái bên bưu điện là nó biết cái vật nó đã gãy rồi, nó cố tình nó quấn băng keo nó che lại. Ông khách nhận hàng ổng biết vậy luôn nhưng mà ổng không kiểm hàng, ổng nhận luôn rồi ổng mới nói là anh tin tưởng em, uy tín của em, anh tin tưởng em, anh nhận hàng luôn, anh không cần thanh toán, khui ra hàng gãy rồi sao, ở trong hàng gãy nát rồi, phải cần 900.000 bạc hơn mà ổng điện cho em sớm. Ổng điện cho em sớm, em kiểm tra đơn hàng là nó chưa duyệt chuyển nhận thái quát hàng thành công. Thấy không? Nó vừa giao cho ổng xong, nó tranh thủ lấy tiền nó giọt mất xác rồi. Nó không có đợi ổng gì hết trơn á. Ở đây ổng nhận hàng, ổng khui ra ổng thấy gãy. Ổng điện cho em liền là hên, điện liền. Cái em kiểm tra là đơn hàng mình nó chưa có duyệt phát hàng thành công. Em mới điện tổng đài. Em khiếu nại, em ngăn chặn cho nó là nó không được phép chuyển cái trạng thái đơn hàng thành phát hàng thành công được. Đó, thì em khiếu nại cho tổng đài, em làm khiếu nại trên app, em làm khiếu nại tùm lum hết trơn á, em kiện quậy tưng bừng hết, bắt buộc nó phải quay lại. Thằng shipper bắt buộc nó phải quay lại, nó trả tiền cho ổng. Mà trong khi đó ông khách thật tình em giúp ổng hết sức luôn á, giúp nhiệt tình luôn á. Nhưng mà em chỉ nhờ ổng là khi mà nó quay lại nó lấy hàng á, nó trả tiền lại cho anh á, em chắc chắn là anh sẽ quay lại. Em đã dặn rồi. Khi nào lấy hàng lại anh em kêu nó lập biên bản giùm em là hàng vận chuyển mình bị hư hại như vậy đó, để về em làm khiếu nại nó bồi thường. Trời ơi, ổng cũng không chịu làm luôn. Ông thằng kia trả tiền cho ổng mừng quá rồi bỏ mất xác thằng kia chạy về luôn. Đó, bây giờ về đây em khiếu nại là nói chung là ổng hết trách nhiệm rồi, ổng lấy tiền lại ổng hết trách nhiệm rồi. Là nguyên cái cục trách nhiệm hiện tại là em đang gánh. Em đang gánh cái cục trách nhiệm đó. Và hiện tại đơn hàng bây giờ ổng đâu có lấy tiền đâu. Bây giờ á, em khiếu nại nó rồi nó mới chơi lật kèo rồi hỏi ngược lại em á, là nó kêu cung cấp cái video lúc mà mình đóng hàng, cái lúc trong quá trình mình đang đóng hàng đó, cung cấp video là lúc đóng hàng đó, hàng mình có ống nước mình nguyên vẹn, hàng mình nguyên vẹn cho nó mới chịu là nó trả tiền cho mình, mồi hoàng rồi nó chơi ngược lại vậy đó. Rồi anh em nghĩ là một ngày em đóng mấy chục đơn hàng, nhà em có camera đàng hoàng mà đóng mấy chục đơn hàng rồi làm sao mà tới lúc mà hàng mình đóng hàng mình gửi đi nó mất cả tuần lễ rồi. Rồi trong quá trình xử lý khiếu nại nó mất có từng lễ rồi là nửa tháng trời rồi video đâu ra cung cấp cho nó. Nó bây giờ nó cố tình nó chơi ngược lại như vậy đó. Em đã cắt cái video mà lúc em bán hàng cho nó rồi. Nó rút lên video nè, em cắt cái video đó là cái cây hàng đó là nguyên vẹn cho nó rồi mà nó không chịu, nó cố tình nó đòi phải video lúc đóng hàng. Hỏi quá cha, cái video đóng hàng đâu ra cung cấp cho nó. Đó là cái cục đó bây giờ em đang ôm, thay vì là em bỏ mặc kệ khách hàng luôn. Anh nhận hàng xong rồi chuyển của anh không kiểm hàng thì chuyển của anh thôi, gãy đi anh gắng chịu đi. Em có đây cũng giải quyết hết mình thôi. Mà cuối cùng là cái cục nợ đó bây giờ em đang ôm, chưa giải quyết, không biết người nào nó giải quyết cho em. Nhưng mà ông khách là ông hết trách nhiệm rồi. Đó là cái trường hợp hên đối với khách, là nó chưa chuyển phát hàng thành công.
Còn những cái trường hợp mà nó đã chuyển hàng, phát hàng thành công rồi là em bó tay bó chân không thể nào mà khiếu nại được hết, chắc chắn là tất cả hai bên đều thiệt. Chắc chắn là em cũng sẽ chịu cho anh em một phần và anh em cũng phải chịu một phần, đó là lỗi của anh em mình không kiểm hàng trước khi nhận. Đó nên em lưu ý, mà hôm nay em nói lại lần này nữa nha. Tất cả cái hàng anh em mua ở đâu cũng vậy, trừ Shopee. Tại vì Shopee á, là nó bán hàng trên cái trang thương mại điện tử của nó, là nó lấy uy tín coi như là phát hàng 100% thành công. Để nó lấy uy tín trên trang thương mại của nó. Nhưng mà kèm theo là nó có cái điều khoản là đổi trả trong vòng 3 ngày. Nên tất cả đơn hàng của nó đều giao dịch phát hàng 100% thành công hết. Đó, khi hàng mình ấy là 3 ngày sau là có shipper lại gom hàng đi đổi lại cái khác cho mình liền, trừ Shopee thôi. Còn tất cả các đơn hàng khác anh em mua hàng ở đâu cũng vậy, bất cứ nơi đâu cũng vậy, hàng ship tới anh em mình phải kiểm tra hàng giùm em cái. Có nhiều khi còn những trường hợp ghê gớm lắm nha. Hôm Tết em bị mấy vụ rồi, là cái cần câu của mình nó rút cái ruột cái luôn. Đợt mà hôm Tết mà cái năm mà năm dịch á, năm bùng phát dịch á, cái năm nó khó khăn cực kỳ luôn đó. Ship một cái hàng 1,8 triệu, mình nhớ là cái hàng 1,8 triệu 9 gì đó, nó rút cái ruột cây hàng ở trong ga, nó bỏ một cái cây, một khúc cây trong chổng mà nó đo trọng lượng y chang luôn, nó chơi theo cỡ đó luôn á anh em mình biết nha. Chứ phải em không có chung quy. Nói chung là shipper giao hàng thì người này người nọ, trăm người mỗi người mỗi tính khác nhau, nhiều khi họ không có nghĩ tới, nhưng mà lúc họ túng quẫn, họ thiếu tiền, họ lại nghĩ theo cái cách khác nữa. Cái con người mình khi mà nó dồn vô cái thế cùng cực bí hiếp rồi, bí hiểm rồi, cái gì nó cũng làm được hết nha nè. Nó và thiệt hại là mình thôi. Đó nên em hôm nay em nói hơi nhiều về cái phần này. Quý anh em mình, mong quý anh em mình lưu ý giùm em nha, phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em. Rồi trở lại vấn đề nha anh em. Đó thì cái mặt hàng đầu tiên gửi đến em mình là nguyên một cái thùng này nè. Đây để em quay cái thùng này qua cho anh em mình xem, nguyên một cái thùng này, nguyên cái túi này luôn nha. Là mấy cái nói chung nhà chật chội, nhà nhỏ xíu chật chội quá, em thanh lý đi cho rồi, để hoài bán lẻ là đẻ lâu quá nha. Mấy cái xả mồi nè, toàn hàng Nhật hết nha nè, là mấy xả mồi luôn nè, lớn có nhỏ có nha nè, nó khoảng 40 cái nè, có lớn có nhỏ có như thế này, hàng xịn có, hàng dởm có, hàng thương hiệu có, 40 cái như thế này nha nè, lớn nhỏ đủ loại hết. Mà nói chung nếu mà tính chì không nha, nếu chính tính chì trong mấy cái xả mồi này không, cái túi này nó khoảng 10 kg á. Nếu tính riêng chì không á, là cái túi này là anh em mình bán chì không là đã hơn cái số tiền nó bán rồi nha. 40 cái này em bán với anh em mình giá 500.000 không bán lẻ nha. Và cái túi này đặc biệt là phải chuyển khoản trước em mới bán nha quý anh em nha. Do cái hàng này là cái hàng nó số lượng nó tùm lum tà la chỏng hết trơn á, không ship code nha. Ship code nhiều khi tới kiểm tra hàng thiếu đủ thì nó phiền phức lắm. Đó, em đóng một phát một luôn, anh em nào tin tưởng chuyển khoản giao dịch, còn không còn tin tưởng mình thấy thằng Nghiệp này nó không đủ tin tưởng á, chuyển cho nó 500.000 nó nuốt luôn 500.000 thì biết đường đầu kiếm nó thì thôi, anh em mình hạn chế giao dịch với em ha. Đó, và cái đơn này 500.000 với anh em không có số gì hết. Rồi cái mã số 2 em gửi đến mình là hai cây cần nha. Cái cây này là cây cần lua 3 khúc nè, nhưng mà nàng vận chuyển về nó mất cái lóng giữa rồi, em đợi hoài cũng không thấy cái lóng giữa này đâu hết, không biết cái lóng giữa này ai lấy của em mất tiêu rồi. Cây lua rút 3 mét, có cái lua 3 khúc 3,6 m nè, lua 7 21 gram, 8 20 là bao, phèn Fuji nha nè. Lưu ý nha, nó mất cái lóng giữa nha em, cái cây cần này nè mất cái lóng giữa nha. Vậy anh em mình coi xử lý độ chế như thế nào đó, anh em mình độ chế nha. Còn cái cây thứ hai á, độ chế thì một cách không có lóng giữa thì anh em cắt một cái khúc lóng khác, anh em tháp vô đây nè, nó đo khúc gốc nó cắm lọt cái này thôi, cắm hơi sâu một tí, cắm lọt vô tháp vô đây thì anh em câu bình thường thôi. Rồi cái cần số 2 này cũng luôn còn lua carbon 2 khúc nha anh em. Cây này thì nó gãy ngọn, hàng của ông Daiwa nè, Daiwa phan tôm nè, nó gãy ngọn nhưng mà khoen đầy đủ hết, đã hạ bu rồi. Nó dài 1m89 gì lận, nhưng mà nó gãy khúc nè, gãy khúc tầm khoảng 10 cm thì nó còn 1m79, 1m8 gì thế nè. Đó cũng là fan Fuji hàng Daiwa luôn. Một cặp này nè, mã số 1 em bán giá 200 nha em. Cặp này mã số 1 giá 200. Đó, lưu ý giùm em nha, anh em nào mà nhắm đủ khả năng là mình làm cái xử lý cái cây đó mình hãy mua nha, còn không có mình đừng mua về, phí lắm, 200.000 cũng là tiền đấy. Và tiếp tục lên cho anh em mình hai cây cần nha, hai cây cần máy đứng hàng carbon. Cây này nè là nó giống như cây cần Ikeda vậy, Ikeda hoặc là nó cứng hơn Ikeda một chút, nó chuyển qua hai chi một chút xíu nha. Cây này 2 khúc là hàng carbon nè, hãng có Vancouver, hàng Korea nha anh em, bắt máy hãng quen hãng này, dài 1m8 nha. Thì cái cây này là cây màu đỏ nha anh em, là cái khúc gốc là carbon nè, nhưng mà cái ngọn nó là sợi thì tinh đặc nha anh em. Đây nè, đó, cây này dành cho anh em câu trên bè trên thuyền, câu tôm rồi đó, câu có tráp cá hanh, câu mấy con cá mà cảm giác ngọn cần mà nó dẻo 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 quẹo quẹo như thế này nè,
câu mấy con cá chèn, mấy con cá gì đó thì em câu nha, 1m8. Còn cây thứ hai là cây cần lua, một màu xanh này nè, đây là cần lua cán gỗ bần, còn chưa lột mút của nó đây nè. Cây cán gỗ bần này hàng của thằng OGK, chính hãng của Trung Quốc xuất Nhật, và 1m8, lua từ 1/8 đến 1/2 OZ, tải cá từ 6 đến 12 là bao khoang hãng, các máy hãng. Hai cây này là nguyên zin nguyên bản hết, không thay thế một khoang, không rẻ ngọn gì hết nha. Đó, hai cây đi được hàng carbon hết. Hai cây này mã số 2 nha, em bán giá 500.000 một cây lua, một cây câu bè nha. Đó ha, 500.000 em bán giá này là bán giá bao thị trường cho anh em mình luôn. Tiếp tục lên cho anh em mình cũng là hai cây cần. Hai cây này là rất nhiều anh em đang kiếm đây nha, rất nhiều anh em đang tìm. Hai cây cắm gốc đây nè, có một cây cắm gốc gốc bằng 1/2 ngọn và một cây cắm gốc gốc bằng 2/3 ngọn nha anh em. Cây màu đỏ là gốc bằng 2/3 ngọn, còn cây màu vàng là gốc bằng 1/2 ngọn. Cả hai cây đều dài 1m8 ha. Cây màu vàng nè anh em thấy không, nó sơn đen đen vậy thôi nè, anh em nhìn khúc đen vậy thôi, mà anh em đừng có tưởng nó là carbon đặc nha, nó không phải carbon đặc đâu. Anh em lưu ý giùm em nha, nếu anh em nào tin tưởng đây là carbon đặc, tức anh em nghĩ tất cả các ngọn carbon đặc thì đây, đây là cái anh đang đăng tiền nè, hai cây ngọn carbon đặc nè. Đó, hai cây ngọn carbon đặc của anh em mình đó. Anh em tìm carbon đặc không phải nha. Ngọn này là ngọn sợi thi tinh đặc nha anh em, lưu ý giùm em, ngọn sợi thi tinh đặc. Cây màu vàng này á, thì cái khoen này nó đã thay nè. Nó vẫn chỉ lẩm chởm, anh em nhìn nó xấu nè. Còn lại tất cả khoen đầy đủ hết, không hất không hư khoen nào. Đó, còn cái cây màu đỏ này nè. Cây màu đỏ này, cái khoen này nó bị hư như nè, anh em về anh em tự xử lý, tự thay khoen này nha, em không có trách nhiệm với khoen này nha, và em bán theo cái giá hiện tại mình. Cây máy ngang này, cái cần màu vàng là máy ngang nha anh em, còn cần màu đỏ là máy đứng. Cả hai cây đều 1m8 nè. Đó. Cái cây màu đỏ này cũng là khoen hãng, nhưng mà được cái là đầu bu chống sắn nha anh em. Đầu bu xích chống sắn đàng hoàng, nhưng mà khoen này khoen hãng. Hai cây này đều là ngọn sợi thi tinh đặc hết. Anh em lưu ý giùm em, cái màu vàng nó hư khoen này nha anh em. Em mới thấy nè, nó hư khoen này. Thì nói chung là em sẽ hỗ trợ cho anh em mình thêm, em sẽ kèm một cái khoen khác về vô đây, về anh em mình tự thay. Cái này thì dễ lắm nha, để về anh em đừng có hơ lửa, anh em lấy cái máy xí tóc á, anh em hơ nó phân chừng 1 phút, anh em lấy kìm em rút ra thôi. Rồi anh em lấy cái khoen khác kia anh em cắm vô, anh em chích miếng keo 5-2 vô là xong. Đó là cách xử lý nhanh nhất. Cái khoen này cũng vậy, em sẽ kẹp một cái khoen khác vô đây cho anh em về mà anh em tự thay nha. Em sẽ hỗ trợ thêm cho anh em mình như vậy. Nè, anh em nhìn đây cái gốc carbon đó, gốc carbon đặc của anh em mình đó, tin tưởng thì anh em cứ lấy. Còn thằng Nghiệp nó bán thì Nghiệp chắc chắn là cái này là cái ngọn sợi thủy tinh đặc. Nên Nghiệp đảm bảo anh em mình là ngọn sợi thủy tinh đặc, nhưng mà gốc là gốc carbon nha anh em. Nên hai cần này đều là cần carbon hết. Anh em đừng có lầm tưởng đây là ngọn carbon đặc nha. Đó, hai cây này. Mã số 3 em bán giá 800.000 nha anh em, hai cây không tách lẻ nha. Anh em lưu ý giùm em, không tách lẻ hai cây này. 800.000 mã số 3 nha. Đó. Em trước giờ là vậy, có sao nói vậy. Đảm bảo với anh em mình, nó hơi khó chịu ban đầu, nhưng mà mua quen rồi nên mình lại dễ chịu thoải mái với nhau. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái cần hai khúc nha anh em, cây Daiwa Hydrolock Pho sắn X2 gia hàng nội địa nha anh em. Đó, bắt mắt Fuji tem vàng, cứng 50 2m4 hai khúc nha, hàng Daiwa Super này. Cây này nói chung là nó không có đẹp nha anh em. Nè, toàn bộ là fan Fuji hết, nhưng mà nguyên bản nguyên zin nha. Nó có một cái vết xước chày từ dưới này. Anh em thấy không? Nè, nó chạy carbon từ đây, nó chạy dài lên đây nè. Nói chung nó chạy thì nó xấu, nó mất thẩm mỹ thôi, nhưng mà có chất lượng pho với cái ảnh hưởng nên không, hầu như là không ảnh hưởng gì hết. Cứng 50 24 hai khúc, hàng hai da nha. Thì anh em nào muốn chơi trải nghiệm thử cái dòng cần này có giá rẻ thì anh em có thể mua cái này nha. Không quan tâm ngoại hình nữa thì anh mua cái này. Cứng 50 24 hai khúc, nói chung 50 thì anh em vừa chơi lắm. Anh em câu nhiều thứ loại lắm nha anh em. Cây này cân nặng của mình là 350g. 350g ngọn của mình, cây này là ngọn 2.5 ly, 2.6 ly luôn. Cây này mã số 4 em bán giá 500 nha này. Mã số 4 giá 500.000. Tiếp tục lên cho anh em mình cái cần hai chi hai khúc đẹp quá. Cây này hàng carbon giả trúc đẹp lắm nha này. Thiết kế đẹp lắm. Nha, thiết kế giả trúc hàng carbon, cây này hàng đời mới nè, bật máy Fuji nha, hãng của Suzumi nè. Bản gold nha nè. Nè, carbon giả trúc đẹp lắm. Thấy chưa? Nó dài 1m8, nó cứng tầm khoảng 30 nha nè. Made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật. Thì cây này có cái điểm trừ cái là nó bị gãy ngọn nha anh em. Nó gãy ngọn, nó hạ bu xuống nè, nó gãy tầm khoảng 5 cm. Đó, nó thay rồi bu xích vô nè. À, cái khoen này hư, cái khoen này em sẽ thay cho anh em mình sao nha. Cái phần này là đó, em không thấy nè. Đó, thì cái này em sẽ thay hoàn thiện cho anh em mình. Lưu ý giùm em nha. Cây Heiji đẹp lắm nha anh em. Nói chung nó gãy ngọn là coi như là anh em hạ ngọn cũng thiếu thôi.
thì em sẽ bán giá trừ hao cho anh em mình. Cây này thì cân nặng của mình là 173g. 173g, ngọn của mình cây này ngọn là 1 ly 8, cây này mã số 5 bán giá 400 nha nè. Cây ngọn là bán giá 400, tiếp tục lên cho anh em mình cầm tay. Thì video hôm qua thì anh em nào mua không kịp cái cây 4,5m kia thì còn cây 3,6m này, nói chung nó giống hệt thôi. Hàng Suzumi nè, cây này 3,6m nha nè. Chất liệu là phíp đỏ nha. Hàng cũng vậy. Rất đẹp, rất mới. Hầu như là không lỗi gì hết, zin 100%, và cây này nó 4H nha anh em. Chất liệu là phíp 4H lóng ngắn nha. Đó, cây này thu gọn có 38cm thôi, vừa tới 40cm nữa anh em bỏ túi quần anh em đi vẫn được nha anh em. Thì cây này cân nặng của mình là 125g, ngọn 0.8. Rồi, cây này mã số 6 em cũng bán giá 300 nha anh em, lưu ý cây cuối cùng nha. Hôm qua anh em nào mua không kịp thì có thể mua lại cây này. Hôm bữa em đưa được 4 cây luôn á. Em bán cây này cây cuối cùng này, hình như 3 cây 4,5m, 1 cây 3,6m. Rồi, tiếp tục lên cho anh em mình cần tay lóng dài nha anh em, cây này hàng carbon. Cần tay lóng dài hàng carbon nha. Hàng của Wiz, hàng này hàng chính hãng của Trung Quốc nha anh em. Cứng đều nè, cứng đều 3H dài 2,7m nha. Chính hãng Trung Quốc và cái dòng này khá nổi tiếng của Trung Quốc đấy. Hàng nội địa Trung, xuất thị trường Nhật nha, carbon giả trúc. Carbon giả trúc nó có một cái vết chảy nước sơn chỗ này. Nha. Anh em còn lại chủ yếu là nó đóng bụi, nó đóng dơ, nó dính thôi, anh em về anh em lau chùi đi em. Carbon xoắn nha anh em. Cũng vậy. Ui, cây này ngọn carbon đặc luôn nha anh em, ngọn carbon đặc mà ngọn dài nha, cái ngọn này hơi bị hiếm nha. Đồ cái ngọn này về anh em tới mùa anh em đi khảy cái rô khỏi chê luôn. Cái ngọn carbon đặc này nè. Anh em khảy là nó nghe tóc 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 luôn cái ngọn này nè. Ngọn carbon đặc này nè. Anh em khảy khảy cái rô nó nảy cực kỳ luôn. Cái cây này câu cá rô đầu mùa đầu sướng. Cá mình tầm có 2 ngón 3 ngón rồi ha, cây này nè. Đi câu nó sướng cho thấy. Lóng dài nha anh em, 2,7m, cứng đều 3H, cân nặng của mình là 61g. Ngọn của mình là cây này ngọn 0.8 luôn, cây này mã số 7 em bán giá cũng 400 luôn nha anh em. 400.000, tiếp tục lên cho anh em mình cái cần xuất lở nha. Cái cây này cũng vậy, cái nút cần nó còn nha anh em, nhưng mà nó quấn băng keo này nè, thì em nghĩ cái nút cần này nó cũng sẽ sụt xịt nha. Sụt xịt hoặc là nó sợ giọng mạnh á, thật phần chút nó câu nó hay thụt lóng mạnh á, nó quấn này nè, nó sợ bay cái nút, quấn lại thôi chứ cái nút này còn nha anh em. Lưu ý giùm em. Đó, cây này nó hàng mã cà rơm nè. Cây này hãng con Ryobi, cứng 15 và 36 xuất lở nha anh em. Made in Korea, sản xuất Kora xuất Nhật nha. Đó, cây này là dòng mã cà rơm, nó bóng lắm nha anh em. Bật máy Fuji. Toàn bộ là fan Fuji hết. Fan địa ba nó bị nứt fan nha anh em. Về anh em tự xử lý dán keo đi em. Nứt fan nha, mấy fan lại ok. Đây, vòi carbon. Carbon sẵn có sờn nè, có sờn có xước rồi nha anh em. Nha. Mặt trên này thì đẹp nè. Rồi, cái lóng trên này nó xước nha, cái ngọn cũng có xước luôn. Đó, nó sờn xước một vài chỗ nha nè, cứng 15 36 xước lở nha. Cây này anh em về anh em quýnh lăng xê là nó vừa lắm. Anh em câu ngâm, anh câu lăng xê, anh em quýnh đọc cần hoặc để anh em lua rê vẫn được nha. Cứng 15 36 này nè. Đó, cây này vừa chơi lắm nha nè. Phôi nhỏ gọn và nhẹ. Cân nặng của mình là 235g. Ngọn của mình là 2 ly. Rồi, cây này mã số 8 em bán giá 500 nha anh em. Mã số 8 giá 500, tiếp tục cho anh em mình có cần xuất carbon nha. Thì cái cây này cái phôi xấu nha nè. Anh em lưu ý giùm em được cái độ cứng thì nó được cứng 27 và 3,9m nha. Là cứng 27 về 3,9m hãng con Simac. Cái phôi xấu nha nè, cái phôi nó chạy xước nhiều lắm. Cái chỗ này không có dập gãy gì hết, chỉ dính băng keo thôi, lột ra thôi. Nó lột ra thôi chứ không có bị gì hết. Chỉ đơn giản không có băng keo thôi. Đó, hàng carbon nha, nói chung mà cái phôi xấu. Thì quý anh em chú bác nào giờ quýnh bạc bãi rồi á, quýnh bạc bãi thời gian nó cũng sẽ xấu như thế này thôi. Đó, hoặc là anh em không quan tâm ngoại hình, hoặc là anh em về anh em xả tay ra, xả phen ra anh em làm cái cần tay để anh em đánh guồng rồi đó. Thì này, cái này nên nó phôi nó xấu nè, thấy không? Còn anh em muốn đẹp thì về anh em mua chai sơn màu bạc, anh em tút lại, lau chùi sạch sẽ, mua chai sơn bạc tút lại, dặm lại ha. Phen là phen Fuji, phen Fuji, phen Fuji. Em có nước phen không? Có, phen này bị nứt nha em. Cái phen thứ hai bị nứt, phen thứ ba bị nứt luôn. Hai cái phen này nè, hai cái phen này là nứt nha, nứt một chân. Nó còn cái phần lại là ok. Thì tình trạng cần mình là như vậy nha em. Nè, cái nước phôi mình nó chảy xước nhiều lắm. Anh em muốn đẹp thì về anh em tút lại, còn không có thì anh em cứ lợi lấy phôi anh em câu như thế nào đó. Tại diện của anh em nha, cứng 27 chạm 39. Cân nặng của mình là 378g. 378g, ngọn của mình 2 ly rưỡi nha. Góc của mình là 25.5,
Rồi, cây này mã số 9 em bán giá 500.000 như này. Mã số 9 giá 500. Tiếp tục cho anh em mình từng rút dây trong như này. Cái này hàng carbon, hàng của Daiwa, Daiwa Honda Lock như này. Đó, bắt máy Fuji Daiwa chính hãng nè, cứng 30 và 3m1 nha. Dòng Daiwa HS Francis Made in Korea, sản xuất Kora xuất Nhật như này. Nè, chỗ đầu lóng này thì nó có đóng ten. Mấy cái rình đầu lóng nó đóng ten nè. Đó, cần rừng nguyên bản. Ngoại hình thì cũng ít chạy xước, chỉ đậu đổ ten mấy đầu lóng này thôi, ngọn cũng vậy nha em. Rút dây trong nha, cứng 33m1, cân nặng của mình đúng 300g, ngọn của mình là 2,5 ly. Cây này mã số 10 em bán giá 400 nha. Mã số 10 giá 400. Tiếp tục lên cho em một cái ISO phen nhỏ hãng của Silstar nha em, hàng của nội địa Nhật. Cái góc cái này nó có chạy xước cái này sơ sơ một tí, Silstar đây, bắt máy Fuji nha, đọt 2 và 5m4. Đó, tem vàng nội địa nha em, đọt 2 và 5m4, có chạy có sờn sờn sơ sơ nha, toàn bộ là fan Fuji. Đó, tất cả fan Fuji hết đây nè, cái nước vôi rất sáng nha em, nước vôi sáng bóng bẩy. Ngọn carbon xoắn gân cùng cuộn luôn nè, đọt 2 5m3 nha. Anh em câu ISO thì câu, không câu thì hạ tay. Cân nặng của mình 322g. Cây này mà hạ tay chỉ khoảng 4 đến 5h thôi nha nè. Ngọn là ngọn 1,4 ly. Cây này mã số 11 em bán giá 500.000 nha nè. Mã số 11 500. Tiếp theo là nha nè, mình một cái cần ISO dây trong nha nè. Cái này hàng của Shimano nè, ISO dây trong như em chia sẻ với anh em mình đó. Cái hàng ISO dây trong mà hệ thống khoen này chạy dài trong thân á, em về anh em đã thử rồi. Trong thân sắn lò xo chạy dài hết nguyên thân luôn nha anh em, lưu ý giùm em. Đó, nên chi phí sản xuất những cái cần này nó mắc lắm. Cây này hãng của Shimano này, đọt 1.5 và 5m3, thì cây này nó tầm khoảng 4h nha. Cây này về cho anh em quýnh những cái dòng cá mà cá nó lì đòn á, những con cá mà nó chạy mạnh rồi đó, giống như cá trôi rồi nè, cá chép, cá trôi, mấy con cá mè, mấy con cá mà nó chạy cực kỳ đó, thì anh em lấy cây này, hoặc là câu trong cái địa hình phức tạp rồi ha. Anh em câu dây ngoài nó bị dướng díu, hoặc là anh em câu cái dùng biển gần rồi đó, gió nó thổi nước nó văng lên nó dễ dính khoen lắm. Đây là cần dòng cần dây trong sản xuất để câu những con loại cá đó nha anh em. Đó, và cái gốc mình có chạy xước bên ngoài như thế này. Đó, chỉ bị chạy chỗ này thôi nha anh em. Đó, còn lại nè, fan fan xích. Phôi là phôi sắn, phôi bông hai da nha anh em, nó là sắn ít phôi bông hai da đó. Sắn phôi bông sắn ít hai da đời mới nha anh em, hàng Shimano. Anh em về anh em nhìn kỹ nó sẽ biết, anh em gọi đèn lên. Anh em vuốt cái này là nó cộm rồi, nó sắn ít hai da. Nhưng mà nó xoắn kiểu xoắn phôi bông, nó xoắn lướt, anh em nhìn nó không thể hiện ra ngoài. Đó, anh em gờ hoặc là về anh em lấy đèn lát anh em soi vô, anh em sẽ thấy nha. Đó, như thế này nè, em vẫn lặp lại hôm trước nè. Đó, nếu em không mở lát lên, em nhìn như đây anh em thấy dấu chạy không? Làm như thấy dấu chạy xước. Đó, hôm trước có thằng mắc Malaman kia nó vô nó nói với em á, là em mở lát lên á để che những cái vết chạy. Mở bình thường á sẽ thấy, còn mở lát lên là che những vết chạy. Nè, đó, vậy đây anh em thấy chạy không? Làm gì thấy? Mở lát lên đây để rọi gần vô đây. Đó, đây là mở đèn lát để soi lên nè. Đụng cái thằng mắt ma la man âm chỉ khí, mấy thằng ngu mà thích thể hiện á, mới chơi ba mớ á, học lỏm được người này người kia cái vô thể hiện á. Cân nặng của mình cái này nặng đúng 200g nha em, nặng đúng 200g, ngọn 2,8 ly. Góc của mình á là nó góc của mình là 20 nha. Rồi, cây này mã số 12 em bán giá 900.000 nha anh em. Cây này nếu mà nó đẹp lên thì giá nó phải 1,2 triệu, 1,4 triệu một cây. Chạy xước cộng gốc em bán 900 cho anh em chơi trải nghiệm nha. Tiếp tục là cho anh em cần hai ngọn, có bao cần zin của nó luôn. Cần hai khúc hai ngọn, ngoại hình cũng khá đẹp nè. Hãng Alpha Techco, nói chung là nó bóng đẹp, mặc dù có chạy xước nhưng mà chạy xước một vài chỗ nha anh em. Đó, toàn bộ là fan Fuji hết, carbon xoắn nè, một ngọn cứng 30, ngọn cứng 50, hai khúc 2m7. Made in Korea, sản xuất Kora xuất Nhật như này nè, anh em thấy không? Bóng bẩy cực kỳ, hai ngọn luôn. Hai ngọn 2m7 luôn nha anh em. Size 2m7 mà anh kiếm hai ngọn, ba ngọn nó khó lắm nha. Như cây này được hai ngọn nè. Vừa chơi lắm. Để quấn ngọn mềm ngọn cứng nha, 30 50. Toàn bộ fan Fuji, bắt máy Fuji, cân nặng của mình là 317g. Tổng thể của hai ngọn luôn đó nha anh em. Và nó rất là nhẹ đó nha. Ngọn một ngọn của mình là 2 ly đúng nè. Một ở hai ngọn đều 2 ly hết nha anh em. Cả hai ngọn đều 2 ly hết, nhưng mà một ngọn cũng 30, một cũng 50 nha. Rồi, cây này mã số 13 nha, em bán giá 800.000 anh em. Mã số 13 800.000 nha.
Mã số 13 800.000, coi như mua một được hai luôn. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái ISO khoan nhỏ nha nè. Cái này hàng của con Daiwa nè. Hàng Daiwa, hàng hệ của con Daiwa luôn á nha anh em. Đây nè. Nhưng mà cái lông gốc nó xấu, nước phôi trong nó đẹp. Nên em bán cho anh em mình cái giá rẻ trong video này. Bắt máy nè, bắt máy Fuji đời cao nè. Anh em câu cho anh em gắt tay chỗ này là cá nó ăn, anh em cảm giác nó nhảy lắm. Bắt máy nè. Đây là máy độc quyền của con Daiwa nha anh em. Độc 2 nha, 5m3 nè. Anh em thấy không? Cái lông gốc nó không có đẹp nha anh em. Nhìn nó bị sờn, nó bị sẫm màu chứ không phải nó sờn nha. Lớp xương bóng bên ngoài nó bị rợp nè. Đó, đây là cái lông gốc mình nó xấu như vậy. Nó không mới nha, lưu ý giùm em. Đột 2 dài 5m3 nha nè. Đường cái là phôi zin, phan xích đàng hoàng. Đột 2 5m3, đột to luôn. Bộ phan xích luôn nha em, không lỗi nha. Đây, nước phôi trong mình nè. Thấy không, nước phôi trong sáng hết thấy không. Đẹp luôn nữa. Phôi sáng hai da. Đây, nước phôi đẹp cực kỳ luôn, nguyên bản luôn. Ha, chỉ lông gốc xấu thôi. Đây là cái cơ hội để anh em mình trải nghiệm thử cái cần hệ của con Daiwa như thế nào nha. Cân nặng của mình là 230g. Ngọn của mình đây là ngọn 1,5 ly. Cây nào mã số 14 em bán giá 800 nha anh em. 800.000. Đấy, cơ hội để anh em mình sở hữu thử, chơi trải nghiệm nha. 800. Đó, anh em thử đây rồi anh em so với những cái dòng cần bình thường. Rồi sau đó anh em mạnh dạng anh em đầu tư một cây mắc tiền anh em chơi nha. Rồi tiếp tục anh em mình cái cần tay lóng ngắn nha anh em. Cây này hàng của Nissin đây, có chế độ zoom luôn nha. Hàng Nissin. Thì cây này nó không có nút, nó cũng không có bao luôn. Thì nói chung anh em nào mua thì em ngày mai sẽ kiếm một cái đút khác. Gắn vô đây và em kiếm một cái bao khác em gắn vô cho anh em mình. Tại vì cây này nếu không có nút, không có bao nó phí lắm. Phí cây Nissin nha. Cái Nissin hàng hệ hàng VIP, dòng Rosoque có dòng cao cấp của Nissin nha anh em. Cứng điều 6m2 cây này á. 6m2 nó zoom 5m8 anh em rút ra nó thẳng tưng nha. Thẳng tưng không cong luôn. Nhưng mà độ cứng của nó thì em chỉ tưởng so sánh nó khoảng 4h 4,5 thôi. Mặc dù nó 6m2 thẳng tưng nha. Đó, tại vì cái độ cứng của nó, độ cứng độ tải cá thì nói chung là nó phải tính cao cảm nhận của em, phải tính theo thân cần mình, cái độ tải cá nó lớn lắm. Nó tính theo đó. Còn cây này thì em nó tầm khoảng 4h hơn thôi, không tới 5h đâu. Rút ra thẳng tưng 6m2 nha anh em. Dòng Rosoque Nissin nè. Zoom luôn 6m2 5m8 nha. Thu gọn à. Cây này thu gọn 50cm nha anh em. Nè, ngoại hình cũng rất đẹp. Tất cả độ lóng của mình đều không có găng cưa, không có dập mẻ gì hết. Đây, bóng đẹp đàng hoàng mới chắc. Mới chắc nha nè. Nguyên bản, nguyên xì bóc, nguyên zin nó hết luôn. Zin tới ngọn luôn nha nè. Đó. Rồi, cây này cân nặng của mình là nặng 187g. Ngọn cây này ngọn 0.6 nha nè. Cây này mã số 15 em bán giá 1,2 triệu nha quý anh chú bác mình. Mã số 15 giá 1,2 triệu. Tiếp tục lên cho nên mình cần xuất carbon. Cây xúc bạc khúc nha nè, Shimano Aerocast. Đây. Có dính chày, xước, dính keo, dính dơ chỗ này. Aerocast nha nè, 405 CX là cứng 30. Dài 4,5 m, hàng Shimano đồ đi Nhật Aerocast đây. Chỗ này là dính bằng keo dơ nha, quý anh em về lau chùi giùm em. Đó, bắt máy Fuji nha nè. Đó, phen Fuji gặp. Đầu bu Fuji phản quang nha. Cái này hỗ trợ anh em mình câu đêm luôn nè. Đó, có hai cái phen này nha anh em. Ba cái phen luôn. Một phen, hai phen, ba cái phen này là đã thay thành phen Fuji nha anh em. Phen Fuji thường, nguyên bản của nó là phen Fuji đá xám như thế này. Nhưng mà ba cái phen này nó hư rồi, đã thay thành ba cái phen Fuji nha. Nên anh em mình thay phen xịn nên anh em không phải lo. Cần mình nguyên bản nguyên zin, không gặp, không gãy, không tháp, không nói nha. Đó là bằng anh đảm bảo với anh em mình. Cây này mặc dù có chạy xước, có dính dơ nhưng mà tổng thể vẫn còn ngon nha anh em. Và giá thì nó ngon hơn cần nữa nha. Cứng 30, 3 khúc CX nha, hàng nội địa Nhật. Cứng 30, 4m5, cân nặng của mình là 499g. Ngọn của mình 3 ly nha. Rồi cây 3 khúc này, mã số 16 em bán giá 2 triệu như này. Lúc trước làm gì anh em bỏ 2 triệu mà anh em mục đua được mấy cây này. Anh em chỉ có nằm mơ thôi. Nằm mơ lúc trước dám nó có giá 2 triệu thôi. Mấy cây này hồi xưa là giá 3 triệu, 3,5 triệu thôi, không có giá rẻ đâu. Một cây 3 khúc mà CX hàng Shimano nội địa hồi trước là 3 triệu mấy đổ lên thôi, không có giá rẻ như bây giờ đâu. Tiếp tục lên cho anh em mình cần 2 khúc nha. Quý anh em chú bác mình muốn chơi 2 khúc bạo lực nè, chuẩn bị vô mùa biển rồi. Cây này hàng full hộp nha nè. Full hộp, full bao, full giấy tờ luôn. Giấy tờ nằm trong này luôn nè. Nó chỉ tiếc là nó mất một cái đầu hộp thôi, một cái đầu đậy như thế này. Cái Super AD 2 khúc nha nè, cứng 200, 2m4. Nè, thông số chi tiết nè, 2 khúc 2m4 nè, nặng 466g.
thu gọn 125 cm, gọn 3 ly 2 nè, góc 26.5, cứng 220m4, giá của nó là 18.000 yên nha nè, 18.000 yên đâu đó hơn 3 triệu, hơn 3 triệu cái này hàng made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật, hãng của Ryobi. Đây cần mình thì như mới nha. Đây fan là fan Fuji biển hết. Đây cần đẹp như mới, full hộp full bao, lướt chưa sử dụng, bắt máy Fuji sọc xanh luôn, hàng xịn sò nha nè. Nó em bán nửa giá thôi, hàng mới như chưa sử dụng. Anh em mà khỏi mua hàng mới, còn anh em nào chê nó mất cái nắp hộp thì anh em order bên Nhật về giá gấp đôi. Đầu bù xích nha anh em, cây này đầu bù xích môi chè phân biển luôn đó. Cây này mã số 17 em bán giá 1.600.000 nha anh em, nó bằng nửa giá hộp. Anh em nào chê cái mất nắp hộp thì anh em cứ mua hàng mới về anh em sử dụng. Và tiếp tục lên cho anh em mình cái cần vip mình vip nha anh em, bao cần gamma chính hãng của nó. Đây là cái cần gamma cao su chính hãng luôn, mới chát, thông số cực đẹp, đọt 3 dài 5m, 5m4 nha anh em, gamma cao su nó bóng, đọt 3 5m4 luôn nha, khoan xích luôn nha anh em, nó có chạy xước trong nhẹ chỗ này, đọt 3 nha, đọt 3 to lắm, thẳng cực kỳ anh em, rút ra nó thẳng tắp luôn, dài 5m4, gamma cao su khoan xích luôn nha anh em. Chỗ này lâu ngày nó khô keo nè, dán lại thôi. Đây ôi sáng trưng, chạy xước nhẹ nha, sáng nhưng mà kiểu nó có chạy xước nè, đúng không, chạy xước nhưng mà cái phôi đẹp lắm. Cây này giống xước kiểu này là dính hột cát trong này nó xước thôi, chứ còn nó cây này nó câu chứ ít câu lắm nha nè, còn nó có chạy xước nè, nhưng mà nước phôi bóng cực kỳ. Hàng gamma cao su thương hiệu top 1 Nhật Bản nha nè, bảy mới chát ngọn nguyên zin luôn, nguyên zin nguyên bản nó hết zin 100% luôn nha anh em, đọt 3 và 5m4 nha. Gamma cao su ISO fan nhỏ, cân nặng của mình là 409g. 409g, ngọn của mình thì ngọn đây nè, ngọn tới 1 ly 6, 1 ly 7 đây nha anh em. Đó thì quý anh em chú bác mà muốn cái ISO mà muốn bao lực thì lên cái này. Cái phôi gamma này thì em bao anh em mình chơi, không bao giờ nó gãy tầm 7 đâu. Ha, anh em muốn ISO bạo lực hoặc là anh em muốn hạ tay, anh em quýnh những con cá mà mấy cái bờ, anh em đứng trên mấy cái bờ kè gần đá đó, anh em câu bạo lực, anh em búng lên bờ đó, mấy cái này thôi này anh em tự tin mà chơi, nhưng không bao giờ mà sợ nó nổ sản. Nếu mà anh em câu cá thì không gãy nổi đâu, trừ khi nào anh em xui lắm nó bị những cái trường hợp bất khả kháng nó mới gãy được. Phôi gamma này em đảm bảo cho anh em như vậy ha, đọt 3 và 5m4 đó, thông số này em báo mình rồi. Cây này mã số 18 nha, em bán giá 1.500.000 nha anh em, mã số 18 giá 1.500.000 cho anh em mình cái gamma cao su vip. Mã số 18 giá 1.500.000. Rồi cái mã số cuối cùng trong video hôm nay em gửi đến anh em mình, đây là một cái cần ISO fan lớn nha, cây này full hộp, cây này em giảm giá mạnh cho anh em mình trong video này luôn, giấy tờ nè, bao cần, hộp sách đầy đủ cho mình hết, cái ISO fan lớn như này. Cây này nếu mà nó không có giá hộp thôi, chứ cây này nếu mà có giá hộp em đoán cây này giá nó khoảng hơn 30.000 chứ không có đâu, 30.000 yên á, nó phải tầm 6 triệu đổ lên so với cây này nếu mà giá hộp. Nha, cây này ISO fan nhỏ đọt 4 và 4.5 nè, thông số quá đẹp luôn. Đọt 4 và 4.5 nha, ISO fan lớn nha anh em, cho fan nhỏ nha, fan lớn đọt 4 và 4.5, fan xích nè, công nghệ HVF chống nổ cần của Daiwa nè. Thông số chi tiết mình đây. Nè, nó dài 4.5 là thu gọn 103 cm, 5 lóng, nặng 285g, ngọn 1.5 ly, góc 26.6. Đó, hàng Daiwa chính hãng. Đây, nắp chụp xịn đàng hoàng luôn. Nói chung cái cây này em có lên video rồi nha anh em, nhưng mà video này tiếp tục em thanh lý giá cực rẻ cho anh em mình chơi luôn. Đó, hàng đây qua rất đẹp như nè, nói chung là nó có chạy xước nhẹ nè, chạy xước một vài chỗ li ti như thế này, bắt máy Fuji đeo qua chính hãng nha, đọt 4 và 4.5. đây có một vết sờn nhẹ chỗ này, made in Taiwan, sản xuất Taiwan xuất Nhật nha nè. Đó khoen Fuji nắp chụp xịn, thì cái khoen này là cái khoen nó độ nha nè, em về em thích em tháo ra bỏ thôi, nói chung tháo làm chi anh em để vậy đi luôn, anh em nhìn cái cần mình xịn sò hơn nha. Nè, cái fan đề 330 luôn. Cái này là bên Nhật nó độ chứ không có độ nha. Nó độ cái fan đề 3 nè. Đó anh em nhìn nè, cần mình thanh mảnh ghê. Ha, nhìn cái cần mình nó đẹp lên nhiều lắm. Toàn bộ fan xích hết, không lỗi lầm nha anh em. Đây, carbon sắn. Chỗ này dính dơ. Đó, dòng đời mới nha anh em. Nói chung là nó có sờn xước nhẹ thôi. Tổng thể là cần mình nó đẹp á, nó đẹp mà nó rất là mới. Mặc dù là có sờn xước lâm tâm DT, hàng nguyên zin nguyên bản nha. Nó thay fan đề 3 thôi. Tất cả fan Fuji không lỗi luôn. Rồi thông số chi tiết này em báo mình rồi. Cây này mã số 19 nha.
giá cũ là em bán tới 2,5 triệu, trong video này là em bán giá 1,8 triệu anh em. Cái này nè, em bán giá 1,8 triệu anh em mình nhanh tay thì chốt nha. Đó là tất cả những mặt hàng hôm nay, thì quý anh em chú bác mình chốt đơn vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha, 192035 em tin nghiệp. Rồi em xin kết thúc video ra đây, kính chúc toàn thể quý anh em chú bác mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều may mắn nha, dư nhiều tiền như này, kiếm nhiều tiền dư giả nhiều nhiều đi, mua ủng hộ em. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại quý anh em mình trong những video tiếp theo nha, xin chào.